Dũng của Đất Phú Yên xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa là một con cu bối thổ mới bắt tầm 3 tháng thôi. Thì riêng con chim này, anh em nào mà có đồng rồi thì muốn tìm một con thổ mà tiếng mà nói chung là gọi là ở ngôi rừng là quang núi nha anh em, thì anh em đào tạo con chim này lên chơi để sau này là biết và đánh giá được cái uy tín của mình chấm cu có đúng hay không nha anh em. Thì riêng con chim này ở khu vực đó nó gáy lên là anh em nghe thấy, nói chung khi mà nghe được cái giọng gáy nó ngồi rồi thì anh em chỉ hãi hùng thôi, tốt tiếng vào trong cứng gu, ra ngồi có thúc dặm lót và thúc gu. Thì cây thúc gu nghĩa là nó quay trong cây là nó đấu với chim lông, thì tranh lông tranh với nhau thì thúc gu thôi. Còn bản năng con chim này vừa là không có nghe nó thúc gu nha anh em, chỉ giống thôi và cũng có thúc thôi, nhưng mà thúc đổ thì không có. Thì anh em phải hiểu là cái thúc gu là như thế nào nha anh em. Bản năng thúc gu là phải thúc lên là phải gu, còn thúc không gu là nó khác. Và khi tranh lòng với nhau hoặc là vào đấu thì nó thúc gù đó thì khác, là không phải giống nhau nha anh em. Thì riêng con bối thổ này thì vừa rất chuẩn chạc, đầu mặt là sáng láng, tuy nó có dễ trôi nhưng mà phần lông đầu hoặc cánh nó không sư, dàn cườm thắt, dàn cườm lưng là lẻ lưng, đóng ban cườm đẹp, cườm chặt, cườm rất dày nha anh em. Chân hai bên nhơn đều đẹp, hai bên giống nhau, không có sổ chậu nha anh em. Thổ chân ống xương cao, ngón thắt. Màu lông con chim này là lông màu là đen sậm, hơi móng móc một tí. Ba cánh thì chặt, bộ lông quy rất dày và cây lông cũng dày, ôm sát vào trong cái mình đó và cái thù rất dài. Con chim này thì khi nó nổi lên thì mắt nó rất đỏ nha anh em, chuẩn chạc rồi. Con này thì bắt vờ thì nói chung là cũng nhanh dạng, thì nói vờ mà một cái âm thố ở ngôi rừng thì nói chung mà thì nay ngôi rừng thì cu cũng không được còn nhiều đâu nha anh em. Mà những con tiếng tốt, cộng tiếng mà nó vào chiều gù thì anh em ở ngôi rừng cũng không còn được nhiều đâu. Anh em xem bộ cườm đó nè, tuyệt vời. Cổ dài nhưng ngực không lép nha anh em. Quàm chỉ mắt là đóng đẹp, sâu, đều mặt sáng láng. Mỏ là thắt, đóng mỏ đẹp, mũi to. Những cườm quá đẹp nha anh em, những cườm tuyệt vời. Chân thì anh em thấy bộ chân không? Bên kia cũng vậy, hai bên giao lông đều quấy. Chung nhơn chứ không phải giao lông, mình xin lỗi, nhơn đều hai bên. Giao lông mình phải lên tờ gối và vuông nó mới đúng nha anh em. Thì con này thì cũng mau nổi thôi, vì cái nết mình nuôi mình biết. Tiếng thì quá tuyệt vời rồi nha anh em, tìm một tiếng như con này nuôi đỡ nghe thôi, hoặc là những lúc đi tập thôi, ra rừng nó giống lên thì mình thấy cảm giác liền. Các loại câu thiệt đẹp, bảo vệ câu này thì đỡ vùng. Khi nào mà đợi dung, khi nào mà mình bỏ vào lòng nuôi và lòng nhữ thì cắt bỏ vào lòng chặt cầu trong nha anh em, rất đẹp và tròn, đóng rất là im. Bỏ cái veo con cu nó đứng rất là dễ im ở chân đó. Mình thấy bộ chân rất đẹp không? Thổ đóng một bộ chân rất đẹp, lòng vi dây đóng nhặt chồng chất lên luôn nha anh em. Rồi, mình xin chào tất cả những anh em nào vừa xem xong cái video của con thổ
tiếng vô địch này của mình nha. Rồi, chào anh em. Đánh giá nhìn nhận thì tùy vào mỗi anh em có kinh nghiệm khác nhau nha. Rồi, chào anh em ha.